con gái Kim Tử Long, chuyên vai đỡ đỡ, không thể gọi vợ ba của bố là mẹ. Maika, con gái nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho hay, cô gọi người vợ thứ hai của ba là mẹ nhưng với người vợ thứ ba của ông, cô lại gọi là chị. Là con gái đầu lòng của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long với vợ cả, Maika thừa hưởng khả năng diễn xuất từ ông bố nổi tiếng. Cô từng tham gia đóng phim nhưng hiện đang tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để chăm lo công việc kinh doanh. Chia sẻ trong chương trình Người kể chuyện đời, con gái cả của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho biết, tôi cũng tham gia nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực, múa, đóng phim, lồng tiếng. Nhiều người chuyên vai lẳng, vai đẹp nhưng tôi lại chuyên tở đờ. Tôi ở đờ từ phim xưa tới phim hiện đại. Nhưng tôi có khoảng 5 năm không đi diễn vì thời gian này tôi kết hôn, sinh con và tăng cân khá nhiều. Tôi cũng được mời làm phó phòng chương trình Ân Dời Cậu Đây Rồi nhưng vì đang nặng tới hơn 70kg nên tôi không đủ tự tin nhận lời dù rất tiếc. Thời điểm đó tôi vừa mập vừa xấu, đến mức ba tôi còn phải bảo tôi là người phụ nữ có bầu mà xấu nhất ba tôi từng thấy. Ngừng làm việc khoảng 5 năm, tôi nhớ nghề khủng khiếp. Tôi quyết định cố gắng giảm cân, móc nối quan hệ lại để đi làm nghề. Nữ diễn viên cho biết, trong thời gian cô tạm nghỉ làm nghệ thuật, ba cô chính là người đi đồn cô đã bỏ nghề. Trong thời gian nghỉ làm nghệ thuật, tôi hỗ trợ ba trong công việc kinh doanh. Điều đó cũng khiến nhiều người nghĩ rằng tôi bỏ nghề diễn. Nhưng người tác nhất, đi đâu cũng đồn tôi bỏ nghề lại chính là ba tôi vì ba muốn tôi ở nhà quản lý nhà hàng cho ba tôi rồi chăm lo con cái. Cũng vì ba tôi nói như vậy nên ngay cả khi tôi nói muốn được đi làm nghề lại, nhiều người còn nghĩ tôi nói đùa. Maika cho hay, cô áp lực rất nhiều khi là con của nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, ai làm con của nghệ sĩ sẽ hiểu cảm giác của tôi. Ba tôi là cái bóng quá lớn khiến tôi làm gì cũng sợ, sợ bị so sánh, sợ ba tôi bị mắng vốn. Sinh ra, tôi có tên nhưng chẳng ai nhớ tôi là Maika mà chỉ nhớ là con gái Kim Tử Long. Nữ diễn viên cũng tiết lộ, khi cô mới 4, 5 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long đã luôn mặc định cô không có tài năng về nghệ thuật. Hồi nhỏ tôi thích hát, thích diễn kịch lắm, nhưng ba tôi chẳng có động thái ủng hộ nào cả. Có lần ba kêu tôi hát thử, tôi vừa cất giọng ba đã bảo, thôi, bỏ ý định làm nghề đi. Nhưng tôi không buồn vì ba hay trù dập tôi như thế, vì ba là đàn ông mà, hơn nữa, buộc chùa nhà không thiên mà. Về mối quan hệ với nghệ sĩ Trinh Trinh, vợ hiện tại của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, Maika cho biết cô không thể gọi vợ của ba là mẹ hay cô mà thường gọi là chị. Tôi biết chị Trinh từ trước khi ba và chị ấy quen nhau, thời đó chị Trinh còn gọi ba tôi bằng chú mà. Khi hai người đến với nhau, tôi có nói với chị Trinh rằng cái tâm tôi rất yêu mến và tôn trọng chị ấy nhưng vì đã xưng hô chị em quen rồi nên tôi không thể đổi cách gọi, mong chị ấy thông cảm. Còn người vợ thứ hai của ba, dù nhỏ tuổi hơn chị Trinh, tôi vẫn kêu bằng mẹ Cẩm. Là vì lúc mới gặp mẹ Cẩm, tôi kêu bằng cô, sau đó tôi đổi sang kêu mẹ. Maika nhấn mạnh, với tôi cách xưng hô không quan trọng bằng cách mình cư xử với nhau. Trong cuộc sống gia đình, Maika thừa nhận nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long không quá lo lắng đến việc chăm sóc con cái, việc chăm lo cho con cái, ba tôi phó mặc luôn cho người vợ. Trong gia đình, người đóng vai ác là các bà vợ còn ba luôn là thiên thần vì lâu lâu đi về thì chỉ hỏi han thôi. Bản thân tôi từ nhỏ có người giúp việc chăm lo, ba tôi lấy mẹ Cẩm khi mẹ ấy mới 19 tuổi, còn nhỏ quá, mà mẹ Cẩm cũng thường đi cùng ba suốt. Nữ diễn viên cho hay, thời điểm đi học diễn xuất, cô phải tự kiếm tiền đóng học và lo sinh hoạt, đến khi tôi lớn lên, tôi tự bươn chải vì ba tôi không có quan niệm gửi gắm con cái cho ai cả. Tôi lén ba đi học trong trường diễn xuất, tôi phải tự đi múa, đi tấu hài để kiếm tiền. Khi sân khấu hài bắt đầu xuống thì tôi lại được đi đóng phim, được đạo diễn chỉ dạy từng chút một. Hiện tại, Maika có cuộc sống gia đình hạnh phúc với một bé gái 5 tuổi. Nữ diễn viên hài hước tiết lộ, cô lựa chọn người chồng hiện tại vì anh trông khá giống nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Tuy nhiên, ông xã của Maika không làm trong lĩnh vực nghệ thuật, thậm chí thời mới quen cô, anh còn không biết Kim Tử Long là ai. Sau 5 năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, giờ đây, con gái đầu lòng của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long mong muốn sớm trở lại với sân khấu và màn ảnh nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.